một hồi té nước nữa bây giờ đây nè. Nó nhồi lên đó. Cho nó nằm kìa. Một hồi đây chắc là như thế nào nó cũng nhảy xuống nước à. Đi xuống dưới đi anh hai ơi. Đừng có hồng mà cho lên nữa nha em ơi. Không có cho lên nữa đâu. Ủa có con rắn, có con rắn. Có con rắn này cả nhà. Hôm qua trời mới quất đám mưa nha cả nhà. Hôm nay rắn vô rồi. Dạ Mẫn mến chào quý cô chú anh chị, mến chào cả nhà thân yêu nha. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Mẫn nè. Thì sáng nay Mẫn sẽ đi độ giớn nha cả nhà. Bây giờ cả nhà hãy cùng Mẫn đi độ giớn xem hôm nay á giớn có chín cá không nha. Mẫn thấy có con rắn này nè cả nhà. Rồi y con rắn này bự luôn. Nhưng mà giớn thì rất là hay vô rắn luôn. Rắn này giống như tượng cái gì ta. Hình như ghi voi hay voi tượng gì cũng có một thứ rồi đúng không ta. Ví dụ như mà lem cái thau nhỏ quá rồi dính nó rồi làm sao ta. Ý là ngày nào cũng hâm hết trơn á mà cá nó vẫn ngọt nữa nha. Sao? À, bữa này mà nó lội xuống tới đây rồi nè cả nhà. Uống lu luôn. Rồi dính này, dính này, dính lưới luôn rồi. Quấn này, quấn này. Bữa nào mà làm sao lấy ra cho nó ta? Cái à chui xuống đây một chi vậy trời. Cái con này vẫn không sợ nha cả nhà. Làm sao mà gỡ đây. Cái con này thì nó không có độc. Nhưng mà ví dụ như có thể nếu mà nó cắn thì nó có máu nhiều thiệt nhưng mà nó không có độc. Rồi xong rồi đó. Trời ơi, này nó lì dữ vậy trời. Wow. Trời ơi. Bữa nay cá cũng nhiều kinh khủng luôn nha. Bữa nay không có vô rắn chuông. Mình quăng nó đi. Đây. Quăng ở đây mà còn kẹp nữa. Cái con rắn này á. Cả nhà sợ không? Cái con rắn này á là đặc điểm của nó là mình phải nâng niu nó nha. Đó. Mình đừng có làm cho nó sợ. Mình nhẹ nhàng với nó thôi. Đây. Con này là đi do nha cả nhà. Để Mẫn coi. Con này là con rắn đực. Rồi làm sao ta.
Biết rồi, để người ta nâng niu cho. Không có làm mạnh đâu, ở yên đây nha. Cái gì mà thấy ghê dữ vậy? Để nhà cái kiểu của nó như nó tao ghim mày rồi đó nha. Cái trạng thái của nó giống như nó nói như vậy. Thật ra cái con này á là Mẫn đã bị nó táp nhiều lần lắm luôn rồi nha cả nhà. Táp mà cái bàn tay này nè là kiểu như cầm máu không kịp đó, nhưng thật sự nó không có độc đâu, nó chỉ làm cho mình chảy máu và mình sưng thôi à, nhưng mà thật sự là máu nhiều lắm. Thấy im đây nè, hay gì vẫn cầm gì mà nó im ru luôn nè. Còn cái con hổ ngựa cả nhà, cái con đó là vẫn thấy là nó siêu giả xỉu hay cực kỳ luôn, nhưng mà cái con đó thì mình cũng nâng niu đó nha. Đó cái gì chứ mà con hổ ngựa thì nó hung dữ lắm, nó hung dữ hơn con này nhiều. Rồi cái rổ cũng nhỏ luôn, bữa nay mấy bữa dở thấy nó không có nhiều, cái mình tính là nó vô ít hà. Rồi tới giờ là tới giờ của em mày. Biết rồi em ơi, phải chi nó quắn cái giò mình cũng đỡ nha. Rồi xong rồi chắc bây giờ cả nhà chịu khó đợi Mẫn nha. Mẫn buộc xong cái này cái Mẫn đi lấy cái đồ đựng rắn, cái đồ bắt bụi tọt á, Mẫn bỏ nó vô trong chậu. Đen ơi, Đen tắm đã chưa Đen? Thấy, bật cái đồ im ru nữa rồi nè. Bị dướng ở đâu không rồi sao nó cục quá vậy ta? Bị cao lên. Nó bò chắc chụp lại không kịp á. Em muốn buồn cho nhẹ. Thật ra cái con này á mình nó hiền nha, không phải. Nói chung là nó hiền không hiền mà nó dữ không dữ nha cả nhà. Nó thích mềm mại lắm, nhẹ nhàng, đối xử nhẹ nhàng với nó là nó cực kỳ thích luôn á. Tại vì giống của Mận ở đây á là ưa vô gắn này lắm. Xong rồi. Ngoan quá. Rồi giờ Mận lên trên cái xíu nha. Để Mận đi lên trên, Mận đi lấy cái Mận sẽ lên trên đi. Là rắn tơ hay sao ấy, nó còn non quá. Nhà gần sát bên luôn nha cả nhà, nhưng mà chạy sáng chạy nó cũng mệt lắm. Sáng nay Mận vợ vẫn dễ nè. Rồi sáng Mận đi chợ cái Mận mua bông á, mua bông với làm đồ cúng cho bà cố, buộc cho nó chắc lại. Mận bỏ ở đây. Này buộc chắc lắm mà chắc không sao đâu.
nãy thì còn có cá này, còn cái này nó im ru luôn nè. Nhìn có khi nào dính theo con rắn nữa không ta? Ôi trời ơi, cái gì vậy trời, công nhận cái miệng quá trời cái miệng này rồi. Hai cái con này bỏ chung chắc không sao đâu nha. Em vẫn coi coi nó có xuống chưa. À chắc là xuống rồi. Đây. Trời ơi, thường thường á thì con lươn nó sợ con rắn chung lắm nha cả nhà. Con rắn chung nó cắn con lươn á. Cái này không có cá cả nhà ơi. Quên nữa. Đây. Trời ơi, banh cái đầu con lươn luôn rồi. Để mình thả. Con thả nó vô đây luôn cho nó với cái con ri dôi này nó cho nó ẩu đả với nhau đi. Chắc thế nào nó cũng hôn ri dôi à, tại cái miệng ri dôi mà lấy mở lên cái là bự lắm. Bởi miệng bự cho bá à. Đầu con rắn chung thì nó ú nu cục có một khúc à. Thấy con ri dôi của người ta ngoan chưa? Nè cả nhà. Cắn cái đầu người ta bị như vậy luôn nè. Chơi chung nhau đi. Hai đứa mình chơi với nhau đi. Làm bạn với nhau đi. Nhìn cái con kia người ta nằm im ru à. Còn cái bà gắn chung bá. Vô nặng quá mép. Cái đuôi giống tôi quá. Mà còn lấy không lên chứ. Tắm luôn rồi còn gì nữa đâu. Dầm thì nó ngắn ngủn rồi bởi vì sâu quá cái đó.
mà hên quá, không có đổ con cá nào hết trơn. Bay lâu quá cả nhà ơi, mình vẫn đi cho nó nhanh. Thank you.
không? Nè, đi đi. Cá cũng nhiều nha cả nhà. Yeah, bữa nay cá quá trường luôn á. Vậy mà hồi nãy con rắn chung nó còn tính chui đầu ra đâu nữa cả nhà. Mận nhớ là mận đổ cá lồng tông này nè. Mận có dở lên cho cả nhà coi là cá bự như vậy nè. Có cái anh nó comment, anh nói rằng cá này á là nhà ảnh chỉ cho chó ăn thôi chứ người không có ăn. Mà cô không biết nói sao luôn. Nhưng mà nếu mà nhà ảnh mà chó mà ăn được loại cá ngon kiểu này luôn là chứng tỏ rằng nhà ảnh rất là có điều kiện luôn. Nhưng thôi mình nghèo lắm, có cá ăn, có cá này ăn là quý rồi nha cả nhà. Nè, rất là bự luôn mà tươi rối rối luôn á. Còn cá sặc này khỏi nói luôn nha. Cái này là mình muối mặn mặn mình chiên là ngon dữ lắm, ăn bắt cơm cực kỳ luôn. Còn tép này nè, nó mình bẻ miếng rau tập tàn á, xong rồi mình nấu canh. Ngọt nước khỏi chê luôn. Thật sự nói á, tuy rằng là món bình dị thiệt, nhưng mà đôi khi á, cao lương mỹ vị đâu bằng đâu đúng không? Cá mặn mặn nè, muối chiên, ăn với cơm nóng, húp canh nóng nữa, ngon biết bao nhiêu luôn á. Nếu mà cả nhà thích video này của Mẫn nhớ cho Mẫn xin một like nè, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hộ em Mẫn luôn nha. Bây giờ em Mẫn đi vô nha cả nhà. À, rắn này thì em Mẫn sẽ động lại, khi nào nhiều thì em Mẫn sẽ bán. Con rắn chung này nè, rút kinh nghiệm sẽ động kỹ hơn nha cả nhà. Cái gì mà hồi nãy nó còn chui ra được nè, nó còn cái đầu nó dùi hay lắm. Sáng nay Mẫn bội thu nha. Được hai con rắn là im rồi đó. Đen ơi, Đen à, cả nhà bắt được gì rồi Đen? Thank you.